Bướm đêm hoàng hôn Madagascar. Bướm đêm hoàng hôn Madagascar là một loài bướm đêm thuộc họ Uranidae. Nó được coi là một trong các loài Lepidoptera ấn tượng và hấp dẫn nhất. Nổi tiếng trên toàn thế giới, bướm hoàng hôn xuất hiện trong hầu hết các sách về côn trùng và được nhiều người sưu tập bướm săn lùng nhiều. Lúc đầu, loài bướm này cho là từ Trung Quốc hoặc Bengal, nhưng sau đó được phát hiện là loài đặc hữu của Madagascar. Bướm hoàng hôn có sở cánh rộng từ 6 đến 9 cm với màu sắc cực kỳ rực rỡ, với nhiều màu sắc khác nhau như xanh da trời, xanh lá, vàng cam, đỏ, tím, đen, trắng, tạo nên sự thu hút đến lạ kỳ của loài vật này. Đặc biệt hơn là cánh của chúng không hề chứa có sắc tố tạo màu. Những màu sắc trên cơ thể chúng có được là nhờ hiệu ứng khúc xạ ánh sáng cùng với những tác động bên trên đôi cánh mà thành. Cho nên màu của chúng có thể thay đổi tùy theo góc nhìn, theo môi trường và thời gian trong ngày. Bướm hoàng hôn được tìm thấy trong suốt cả năm ở khắp Na trên đảo, với số lượng cao nhất giữa tháng 3 và tháng 8 và số lượng nhỏ nhất giữa tháng 10 và tháng 12. Con cá đẻ khoảng 80 trứng dưới lá.